Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc thấp nhất hạng A hatchback nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Kia Morning phiên bản van, sản xuất năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc, nhập khẩu từ Hàn Quốc và phiên bản nội địa của Hàn Quốc quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe đã lăn bánh được 5.3 km rồi quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và với chiếc xe này thì nhập khẩu về Việt Nam mình thì nó cái phiên bản này là Kia Morning Van cho nên là nó không có đồ gì cả. Nó là cái bản bay thôi, không có đồ gì cả. Về Việt Nam mình thì chủ xe cũng đã lắp thêm cơ số đồ rồi quý bạn nhé. Là ví dụ như là cảm biến lùi, và nguyên bản thì đã có màn hình đầu DVD, đầu DVD, màn hình camera lùi, và chủ xe đã lắp thêm màn hình chủ xe đã lắp thêm cảm biến lùi, ghế da và độ thêm cả ghế đằng sau quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 268 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van 2016 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì thời tiết rất là mát quý vị bạn ạ. Có khi hôm nay là thời tiết lại mát quá, chuẩn bị trời sắp mưa to rồi. Nhưng mà tôi vẫn tranh thủ để giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu 2016 này quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe đã lăn bánh được 5.3 km rồi quý bạn nhé. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp, và đặc biệt thì quý bạn nhìn về bên ngoài, quý bạn thấy được luôn ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý bạn ngay đây ạ về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Đầu tiên thì nhìn về cái phần ba đờ sốc trước quý bạn nhé. Ba đờ sốc trước này rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Phiên bản này là màu xanh và xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option cơ bản về chiếc xe Kia Morning Van này. Đấy, đầu tiên thì mời quý vị bạn xem về cái phần đèn pha. Đèn pha rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đèn pha chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn pha này đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy. Phía bên dưới của cái cụm đèn pha này là cụm đèn gầm cũng như vậy ạ, đều rất là mới, rất là đẹp, từ những đẹp từ cái cụm đèn cho đến những cái phần ô gió này, ô lưới tản nhiệt hay còn gọi là mặt ca lăng của chiếc xe đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đây là cái phần ba đờ sốc trước, và chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nhìn rất là đẹp, chưa có bị những cái dấu hiệu của va chạm gì cả. Những cái mép, từ những cái mép ba đờ sốc với phần tai, phần cabo, đấy, phần vai đều rất là đều, rất là đều, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và bạn nhé. Đây là những cái phần cơ bản về cái phần đầu của chiếc xe. Và xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu này, xi nhan trên gương. Gương chiếu hậu có xi nhan trên gương, gương chiếu hậu là gập tay thôi các bạn nhé, nhưng có xi nhan trên gương. Và tay nắm là tay nắm chrome, phiên bản đủ này tay nắm chrome nhé. Bởi vì ở những chiếc xe van, phần lớn là gương chiếu hậu này là vẫn là cái gương chiếu hậu là bằng, xin lỗi các bạn, cái tay nắm này là cái tay nắm này bằng nhựa đen thôi các bạn nhé. Về là phải sơn theo màu xe. Và chiếc xe này là bản đủ thì nó có cái bằng chrome này rồi các bạn ạ.
Đấy, nhìn về cái phần ba đợt sốc sau này thì quý bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao. Đấy, đây là cái đèn phanh trên cao này. Và cái cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới này. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đây là cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy. Và nhìn về đằng sau này thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là camera lùi nguyên bản của xe. Đấy, camera lùi nguyên bản thì nó lắp như này đấy ạ. Còn nếu như lắp thêm là nó phần rời ở bên ngoài quý bạn nhé. Đấy, nguyên bản của xe. Và chiếc xe này thì chưa có cảm biến lùi đâu, nhưng chủ xe cũng đã lắp thêm cả bộ cảm biến lùi này. Đấy, cảm biến lùi. Cảm biến lùi này là chủ xe lắp thêm quý bạn nhé. Và đã có những cái cụm đèn lùi này, còn rất là mới luôn quý bạn ạ. Vì chiếc xe này sản xuất năm 2016 và là cái phiên bản nhập mới luôn quý bạn nhé. Bởi vì những chiếc xe van này rất là nhiều xe nhập lướt, nhưng chiếc xe này là phiên bản nhập mới này. Tay nắm mạ chrome rất là đẹp. Tay nắm cửa mạ chrome rất là đẹp. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái vè che mưa quý bạn nhé. Đấy, vè che mưa trên kính này. Vè che mưa trên kính này là chủ xe lắp thêm này. Đấy. Và cái dàn lốp Michelin này là chủ xe mới thay quý bạn nhé. Vừa mới thay dàn lốp Michelin, rất là mới luôn quý bạn này. Cả một cái dàn lốp Michelin này còn mới và rất là dày quý bạn nhé. Đấy, cả dàn lốp Michelin vừa mới thay xong. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này. Nếu như mua chiếc xe này về thì chắc chắn một điều, quý vị và các bạn chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi ạ. Vì cái dàn lốp này đều rất là mới này. Dàn lốp Michelin là cái dàn lốp xịn nhất, đi êm nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam đấy ạ. Đấy, rất là nhiều người vừa mua chiếc xe mới về cũng phải độ lên cái dàn lốp Michelin này quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Thời tiết thì bây giờ cũng đã bắt đầu mưa nặng hạt rồi, nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi quay cho quý vị và các bạn để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Kia Morning 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này quý bạn nhé. Vừa rồi thì trời cũng đã mưa to quá quý vị bạn ạ, tôi phải dừng quay video. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem nào. Đây là cái phần cánh cửa bên lái này. Keo chỉ đây quý vị bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn. Thứ nhất là keo chỉ là còn nguyên bản này, không tai nạn, không ngập nước. Máy móc cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Rất là đẹp. Từ những cái phần ốc bản lề, ốc bản lề này là cũng còn nguyên hết luôn quý bạn này. Đấy, quý bạn xem từ những cái phần táp bi cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Quý bạn xem nó rất là mới này. Vì chiếc xe này là nhập khẩu mới nhé. Rất là nhiều xe đều nhập khẩu về Việt Nam mình là cũng là sản xuất năm 2016, nhưng mà chiếc xe nhập lướt, tức là ở bên nước ngoài nó chạy quá nhiều rồi mới nhập về Việt Nam. Nhưng chiếc xe này là nhập khẩu mới, phiên bản này nhập mới quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Đẹp từ nội thất này. Nội thất thì là nguyên bản nó là ghế nỉ thôi, nhưng chủ xe cũng đã bọc thêm cái phần ghế da này. Đấy quý bạn nhé. Từ những cái phần vô lăng này, cần số này, tay phanh đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này đã có cả chế độ chống trơn trượt quý bạn nhé. Chủ xe lắp thêm cái cảm biến lùi đây ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất quý vị bạn ạ. Tem của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và sản xuất tại Hàn Quốc quý bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Đấy, cái ốc bản lề cánh cửa phía sau này còn rất là đẹp luôn quý bạn này. Đấy, cần số vô lăng đến những cái phần trần, nỉ trần còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là cái phần bên lái đây quý bạn nhé. Đây ghế này. Cái phần ghế da này thì có thể bọc thêm, không nói làm gì quý bạn nhé. Nhưng cái phần nhựa bên dưới này quý bạn thấy này, cái phần nhựa cũng đều rất là mới, rất là đẹp đây quý bạn nhé. Đấy, quý bạn xem xe là phải để ý từng những cái chi tiết, những cái phần nào làm được, những phần nào không làm được. Đấy, ví dụ như phần táp lô, táp bi này này thì là đều như không làm được rồi, táp lô. Đấy. Và đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái cánh cửa phía sau. Đấy, cánh cửa phía sau thì cũng giống như vậy ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa phía sau cũng còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau cũng còn nguyên bản luôn này. Chưa có cái gì là có dấu hiệu của sự va chạm hay là tháo dỡ ra làm lại nhé. Còn mới nguyên này. Cái ghế phía sau này thì gập lại được như thế này này quý bạn này. Đấy, đây là cái đồ nghề của tôi thôi. Tôi bỏ ra, chứ còn là gập ghế này, hàng ghế này chúng ta có thể kéo lên. Đấy. Đấy, hàng ghế này nó dựng được như này đây quý bạn này. Hoặc là có thể để xuống. Đấy.
Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô táp bi cũng như là về cái phần option, cũng như là về cái phần nội thất bên trong xe. Trước tiên thì tôi sẽ nổ máy ra cho quý bạn cùng xem nữa nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này. Chiếc xe lăn bánh được 5.3 km quý bạn ạ, chỉ có 5.3 km thôi quý bạn nhé, rất là ít giờ của Bảo Ly cũng như là của các bạn thính giả. Đầu đi thì đi màn hình tôi sẽ gọi điện thoại tới. Đấy, tôi sẽ cho nhỏ cái loa này đi vì xe cũng đã được trang bị là đầu DVD và màn hình tích hợp cả camera lùi quý bạn nhé. Đấy, cảm biến lùi thì chủ xe lắp thêm đấy ạ. Đồng hồ công tơ mét chuẩn 5.3 km. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe van này thì phần lớn là những người là mua về hay là để đi chợ, hay còn gọi là để chở hàng, cho nên chạy rất là nhiều. Đấy, và những chiếc xe chở hàng chạy nhiều như thế thì chúng ta xem ở cái phần sau là chúng ta biết được luôn, nó xước sát rất là nhiều, không giữ gìn. Chiếc xe này thì là cá nhân chạy cho nên là gần như là cái chủ xe này là chạy hay chạy đi làm thôi, cho nên là nó đều rất là mới đây. Quý vị và các bạn xem chi tiết từ những cái phần nhựa này, phần táp bi này, táp lô đều rất là mới, cho đến những cái phần nhựa này, phần nhựa trên trần này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Nỉ trần rất là sạch sẽ này, rất là đẹp, bởi vì những chiếc xe này là không chạy nhiều, chạy ít mà lại giữ gìn cho nên nó rất là đẹp đấy. Và với cái phiên bản này thì quý bạn đây, phiên bản nhập khẩu nội địa và cái phiên bản đủ này thì nó có cả cảm biến áp suất lốp đấy. Tắt đi thế này nhá, để khi mở điện lên thì quý bạn thấy đấy, cảm biến áp suất lốp đây quý bạn nhá. Đấy, tôi sẽ bật đi tắt lại cho quý bạn xem. Khi bật cái đồng hồ lên, những khi bật ban đầu nó báo này, có những cái gì ABS này, phanh ABS chống trơn trượt này, cảm biến áp suất lốp. Phanh ABS này, chống trơn trượt này, cảm biến áp suất lốp, quý bạn xem lại nhé. Chuẩn bị này, tôi bật đồng hồ lên cho quý bạn xem lại này. Đấy, phanh ABS này, chống trơn trượt này, cảm biến áp suất lốp ở đây. Đấy, rất là đầy đủ luôn quý bạn nhé. Ở cái phiên bản nhập khẩu đầy đủ này thì nó sẽ đầy đủ hết tất cả rồi quý bạn ạ. Rất là đẹp, rất là đầy đủ cho một chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu sản xuất năm 2016 quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ lại ra ngoài tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần đằng sau. Đấy, sau này, cốp sau đây quý vị bạn nhé. Đây là cái phần ốc cốp sau. Ốc cốp sau cũng còn nguyên bản hết này, chưa có một cái vết tháo này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên hết luôn đây quý vị bạn này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé, chưa có một vết tháo nào cả này. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên luôn quý bạn này. Đấy, keo chỉ của cái cốp sau này còn hết luôn quý bạn nhé. Đấy, đằng sau cũng rất là đẹp luôn quý bạn này, từ những cái phần nhựa này cho đến những cái phần nỉ trần đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, và lốp sơ cua, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này lốp sơ cua nguyên bản theo xe đây quý bạn nhé. Lốp sơ cua nguyên bản theo xe và còn rất là mới, rất đẹp đây này. Cái đết lốp là sản xuất năm tháng 2 năm 2016 đây quý bạn nhé. Kia cái la răng này nó còn dập luôn cả, sản xuất ngày 26 tháng 2 năm 2016 đây, Kia này, này. Và lốp còn rất là mới đây quý bạn này. Lốp nguyên bản 2016 đây quý vị các bạn xem nhé. Đấy là la răng, còn đây đết lốp 2016 này. Tuần thứ 6 năm 2016, tức là sản xuất tháng 2 năm 2016 đấy ạ. Đấy, cái phiên bản này đã đầy đủ cả lốp sơ cua rồi, và kích tiếp đồ nghề các thứ đầy đủ hết, không thiếu một cái gì quý bạn nhé. Đấy, và chủ xe cũng đã dán 3M để chống ồn ở cái cốp sau này. Đấy, chúng ta có thể dựng lại. Và cái phần ghế sau, ghế sau thì quý vị bạn thấy đấy, ở chiếc xe này là đã lắp thêm ghế nha. Và ghế này có thể gập lại này, chúng ta có thể gập lại. Đấy, gập phẳng lại như này quý vị bạn ạ. Đấy, cái ghế sau này chúng ta có thể gập phẳng lại như này đấy. Đấy, để đi công an có thể không phạt được, là coi như là ta chưa cái lắp ghế sau, nó phẳng như này. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ, giới thiệu cho quý vị và bạn về cái cánh cửa phía sau. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản luôn này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau cũng còn nguyên bản luôn. Nội thất đằng sau đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn, cũng giống như vậy ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này. Đó, keo chỉ là còn nguyên bản này. Ốc bản lề, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa thì quý vị các bạn xem đây ạ, rất là đẹp rồi,
không có cái điều gì để chê ở chiếc xe Kia Morning Van 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này nữa. Đấy, bản van mà nó đã đẹp như này rồi. Đấy, từ những cái ghế lái, quý vị các bạn thấy này, ghế lái rất là đẹp này. Rồi táp bi, táp lô, cần số này, vô lăng đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nha. Đấy, tất cả đều rất là đẹp này. Từ những cái phần nỉ trần đều rất là mới luôn đây quý vị bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Ghế cũng vậy đây quý vị bạn này. Ghế này, phần này là bọc thêm da thì không nói làm gì, nhưng phần dưới là nhựa đều rất là đẹp nhá. Ốc, bản lề, cánh cửa này đều đẹp hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, chưa có một cái dấu hiệu của sự đâm đụng hay là sự va chạm hay là dùng nhiều. Đấy, chiếc xe này thì dùng rất là ít quý vị bạn nhé, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, thời tiết hôm nay thì với mùa hè thì hôm nay nó lại mát quá quý vị bạn ạ. Phần lớn là tôi đi quay thì đều rất là nắng nóng, rất là phức tạp, rất là mệt mỏi bởi vì nắng nóng. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết lại mát, nhưng mà mát quá. Mưa từ lúc tôi vừa mới quay được một lúc thì bắt đầu là mưa quý vị bạn nhé. Nhưng không sao, tôi vẫn cố gắng khắc phục, tôi giới thiệu đầy đủ cho quý vị và các bạn. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc chân cabo này. Đấy, ốc chân cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn này. Tất cả là còn nguyên bản này. Nếu như đâm đụng hay va chạm hay là sơn lại thôi là đều có vết luôn quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên hết luôn này. Keo chỉ này còn nguyên bản này. Đấy, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Từ những cái tấm chắn nhiệt này, tấm cách nhiệt này quý bạn này, cái tấm nỉ cách nhiệt nó còn mới như này cơ mà quý bạn ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 5 vạn 3 km thôi và là cái phiên bản nhập mới quý vị bạn nhé. Đấy, về cái động cơ cũng rất là mới đây quý bạn này. Đấy, về cái phần động cơ cũng rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Động cơ này thì đây là cái ốc chân máy đây quý bạn này. Ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản này. Đấy, cái động cơ còn cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này là nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, lúc này thì thời tiết nó lại không ủng hộ tôi, bắt đầu trời lại mưa to dần rồi, cho nên là tôi cũng xin phép quý vị và các bạn nói ngắn gọn cho quý vị và các bạn để tôi kết thúc video ngày hôm nay tại đây quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn đầy đủ về chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu 2016 này các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần ngoại thất rất là đẹp, nội thất cũng rất là mới, động cơ cũng rất là mới và còn nguyên bản rồi. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 268 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.